chào tất cả các bạn và tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube. Đằng sau đây một con không biết một con Nissan 130 anh em, nó là giá tiền 140. Thực chất đây là con Nissan 2022 130. Mà chúng ta đang xem Nissan 2022 và máy khá là cổ rồi. Thì xin chắc là tôi theo đẹp khẩu trang nói chuyện với anh em, bởi vì dạo này tình hình cạnh căng ngày hôm nay ở Quảng Ninh chưa có, chúng ta tuân thủ biện pháp 5K của chính phủ, còn chúng ta sẽ sớm dập được dịch trên toàn quốc. Và là ngày hôm nay chúng ta cùng xem chi tiết con máy này và cách vận hành máy lốp cho anh em nào mà chưa biết chi tiết một số cái vấn đề về động cơ. Xin mời anh em. Vâng, mời anh em cùng đến với một số thông số chi tiết anh em nhé. Đầu tiên là để xem con máy, chúng ta sẽ xem những thông số của nó trước, đúng không ạ? Đây, nó ghi rất nhiều thông số ở cửa kính nha anh em. Đây, ở đây gồm có Sula 130 V-5. Nó là 130 đấy anh em nhé. Đấy, trọng lượng của nó, vận hành của nó là 12,7 tấn này. 12,7 tấn này. Tốc độ di chuyển tối đa là 37 km/h. 35 này là tôi không rõ lắm. Đây là chiều dài cần, tổng của nó là chiều dài cơ sở tổng nó là 7,3 m. Cần ngắn của nó là 2m96 các bạn. 2m496 mm, cần dài là cần chính là 3m701. Số hiệu đó là DT558T. 130 PS/200 PS thì nó không rõ lắm, nhưng mà 200 nghìn hai vòng quay trên phút anh em. Diện tích tiếp xúc mặt nền 0,5 gầu này. Đây là gầu 0,5 mét khối. Bơm RPM 12,5. Cái thông số này mình không rõ hết các bạn. Đó thì có nghĩa là nó chiều dài cơ sở nó là con này nó nặng 12,7 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 37 km/h. Đấy là lúc nó mới sản xuất anh em, bây giờ chắc chỉ 20 cây thôi chưa đến giờ, nó di chuyển rất là chậm. Đó là Dosan, nó là Sula anh em ạ. Sula 130 chứ không phải là Dosan, còn Sula 130 2002 đó. À, chúng ta cùng đi xem, và chúng ta sẽ đi xem động cơ trước nha anh em. Đây là chân vịt, dàn chân vịt này anh em ạ. Đây là các chốt ắc bơm dầu, bơm mỡ, xi lanh lưng hạ ben. Lốp lạp gầm môi toa khá là bình. Con máy như này đây là rất là cổ đấy anh em ạ, rất là khó có thể giữ được một con, rất là khó nó có thể để mà một con máy nó mà khô đến thời điểm này chắc là không có. Cái đời này nó quá là sâu, không gọi đâu. 2002 giờ 2001 rồi, gần 20 năm rồi, sao mà còn khỏe được, đúng không? Sao mà còn được? Đó, đây này, nó là Dosan đây, tem 2002, Sula 130 V-5 này. Đấy, cần này. Được cái là dòng này sử dụng nó về cầu nó rất là tốt đấy nhỉ, cầu nó rất là ít bị ấy, và mai ưa nó cũng rất là tốt, chứ không như là dòng DX thì mình không dám nói. Dòng DX nó hơn, nó kém hơn, có nghĩa là nó cầu nó không sử dụng như nhiều như từ trước đi. Đây anh em xem cầu đây, hộp số các kiểu này, gầm đây nha. Con này được định giá bây giờ rơi vào khoảng tầm 600 triệu thôi nha bạn. Đây này, phớt trung tâm này nó đang chạy rất là khá là nhiều dầu. Khá là dò dầu dưới đây các bác, rất là bình. Gầm bể này. Thank you.
nên động cơ nhỉ, đủ sàn quay qua này các bác, cần này. Con này nó còn có nó lắp, nó vẫn có đường búa đi các bạn ạ, và đường đường búa thành tháo lắp nhanh nhé. Đây là ngăn kéo này. Nói chung đến đời này vẫn còn làm được, cũng gọi là tốt rồi các anh ạ, chứ không thể mà để mà đẹp thì được cũng có, bởi vì nó đời nó rất là sâu, năm 2002 cơ mà anh em. Các bác, đây là động cơ, solar động cơ của nó vẫn còn rất là sâu ở dưới này anh em ạ. Đối với dòng DX bây giờ thì nó đã nâng cái động cơ này lên khá là nhiều, nó nâng lên đến gần đến mặt này, gần đến trên đây này anh em ạ, thì là nhìn nó rất là tổng quan, nhìn máy nó rất là đẹp. Con này vẫn sở hữu thiết kế cổ, thiết kế đời trước nên là nó động cơ của nó vẫn chui rất sâu ở dưới cái khoang máy này các bác nhé. Đối với dòng DX đời mới bây giờ nó nâng cái động cơ lên rất là nhiều, nó nâng đến gần đến trên đây này, thì khi mình mở lắp cabo hoặc là mình thấy là mình nhìn cái tổng thể máy nó rất là đẹp, nó chui sâu này nhìn nó rất là này. Tôi nhìn này không biết anh em có thấy nó hơi ngu ngố, nhưng mà tôi thấy chuyển nó lên cái động cơ ở dưới sâu rồi, nhìn nó rất là không đẹp cho lắm anh em. Thứ hai là cái lọc, lọc nó làm ở rất sâu chứ kia thay rất là vất vả anh em ạ, tháo ra mình thay rất là vất vả. Đó. Một số những cái thiết kế nó không tuyệt rồi, đẹp cho lắm theo mình thấy, theo cảm nhận ý kiến cá nhân thôi, không phải mình không thể chê được những cái thiết kế mà của những kỹ sư người ta làm việc làm được anh em ạ, đúng không ạ? Đây anh em có thể nhìn một vòng tổng quan công trường rất là nhiều máy, con cổ bên cô, một con Komatsu, bên cạnh một con lu Bumac. Đó. Thì dòng này đến bây giờ chúng ta sẽ xuống những xem bơm nữa các bạn. Đây cùng xem bơm. Đây thải máy trước rồi. Thì tổng quan là con này thì nó cũng chỉ có thế thôi, nó cũng không được hoa hậu được lắm các bác ạ. Đó, xin cảm ơn anh em đã xem video. Thì trong video này mình cũng chỉ nói về qua về con máy này, về tổng quan nó thôi, còn anh em thích nó vậy. Có dịp mình sẽ chia sẻ với anh em cách các vận hành và các cách lưu ý khi làm máy lốp các bác. Rồi, thì chào tất cả anh em, nếu anh em thấy hay nếu like và share subscribe rồi cổ. Cảm ơn các bác.